Cô vừa nhắc lại khi nào có trống chào mừng, nghi lễ trống chào mừng, nghi lễ trống quốc ca đội ca cho các bạn xem ca dương vào nhé. Nên anh về chỗ. Cho em thời gian đã qua, nhưng còn đó chiều, thầy cô đơn.
Hàng của lớp 1A, con giống hàng này là hàng của lớp 1A. Ở giữa hàng thì lớp 1 đấy. Quay trang xuống đời chuyển hành. Đứng dậy nào. Các bạn, các con học sinh ra trường, chúng ta đứng dậy chỉ đón hàng ngũ.
các bạn cập cờ chúng ta lưu ý khi lễ cho cùng chúng tôi xem cờ nhé. Còn chờ chú ý nhìn trước hàng hàng của lớp 1B. Rồi các bạn học sinh cần chờ chúng ta dọc hàng. 1A hàng của 1A vẫn rất là cong này. Các học sinh và trường chú ý để ghi âm. Hàng của lớp 1A nào, giữa hàng của lớp 1A con giống hàng đi. Khối 4 nào. Giáo sẽ cộng điểm cho những lớp nào hàng đẹp thẳng nhất nha. Cô vừa khen khối 3, hàng của 3 rất là đẹp rồi. Khối 4. Hàng của lớp 1A nào, giữa hàng của lớp 1A nào, đứng nghiêm túc nào. Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh đã về dự lễ meeting kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam của trường tiểu học Thủy Lâm A ngày hôm nay. Cảm ơn các con đội trống, cảm ơn các con học sinh toàn trường. Lắm mời các con học sinh toàn trường chúng ta ngồi nào. Đội trống về vị trí. Đội văn nghệ nhà trường xin gửi tới các cô bác đại biểu
thầy cô chào mừng các bạn học sinh. Những lời ca, tiếng hát chào mừng. Mở đầu chương trình, xin mời thầy cô và các bạn cùng đến với tiết mục Múa Ấn Độ sôi động của các bạn học sinh lớp 1. Và trường hay dành chào đón tiết mục bằng một tràng pháo tay lớn đã.
thằng cô mít đi đâu mà mãi không thấy bài lên. Khoe học thật, đi học không dám đi đánh nghỉ được. Vậy tôi nhớ một chân bây giờ. Ngục mình. Thôi, chết rồi, đi là nhà con không hiên được rồi. Ôi, trời ơi, đi ơi là gì? Mày về đây mà mày cho mày mừng chặt nha. Ừ, hay, đi con muốn mày đến đây. Làm, ngoan với ông sòm. Phá giấc ngủ trước của cô, bây giờ mày về đây này. Ngục mình. Tôi đến đây.